Dạ, xin mến chào anh Dũng Tao, anh chị Dũng Tao, anh Thiên Ca, em anh DT. Chào hết tất cả quý anh chị đang hiện diện trong diễn đàn nha. Chào anh Bò Xào Lăn nè. Chào anh Mưa Trên Phố Huế, chào hết tất cả quý vị đang hiện diện ở trong diễn đàn. Ủa, nhỏ xíu hả? Quý vị nghe nghe rõ mà phải không? À, sao mà nhiều lắm rồi mà cái gì đó. Ồ, lớn lắm rồi. Nữa thì không được đâu. Nghe nghe rõ mà hả quý vị? Nghe rõ rồi phải không? Rồi. Thưa các anh chị, hồi sáng giờ đó thì tôi nghĩ rằng các anh chị không ít thì nhiều, mà các anh chị đều theo dõi cái tình hình ở tại Việt Nam. Ngày hôm nay là ngày 10 tây tháng 6, là cái ngày mà kêu bằng tổng biểu tình, mình phải nói rằng cái ngày tổng biểu tình ở tại Việt Nam để phản đối về cái vấn đề mà Đảng Cộng sản nhượng cắt nhượng đất để cho mấy thằng Trung Cộng nó làm ba cái đặc khu riêng của nó. Thì từ Bắc vào Trung và Nam, ba cái đặc khu đó. Và lại nó có nhiều cái đặc điểm mà mình muốn nói ngày hôm nay. Giờ trước mắt tôi đó thì nói thiệt cùng các anh chị, tôi coi từ hồi sáng tới giờ tôi theo dõi hoài, mình hồi hộp lắm quý vị. Mình hồi hộp lắm, mà mình thấy mình rất là mừng một cái điều mà kêu bằng 43 năm trời đời. Thưa các anh chị, từ ngày 30 tây tháng 4 1975 tới bây giờ đó, tôi mới thấy được, hay là tôi nghĩ rằng các anh chị chắc cũng cùng một ý giống như tôi vậy đó. Qua 43 năm rồi mà ngày hôm nay mình mới thấy cái sự phản ứng là của người dân là quá mạnh mẽ. Vì người dân họ hết sức, theo tôi nghĩ là người dân họ phẫn nộ rồi. Mấy ngày hôm nay chứ, hồi sáng tới giờ đó, người hả, về con người đó, số người thì mình đếm không được đâu. Tôi dám chắc là quý vị nếu mà coi cái video quý vị đếm không được đâu. Nội cái khu mà ngay chỗ nhà thờ Đức Bà đó, tôi dám cỡ khoảng chừng 50.000 người có. Rồi đi xuống cái khu mà Bùi Viện là cũng quận 1 không đó. Rồi đó là ở Sài Gòn, còn mấy cái chỗ nữa mà mình lấy xuống không kịp, với mình không có, mình có hai con Bắc à. Mà quý vị nên biết là cái hệ thống mà thông tin ngày hôm nay đó, trong diễn đàn này chẳng hạn như 40 người, 40 người thì 40 người đều có cái điện thoại di động. Và cái điện thoại di động ngày hôm nay nó lại tuyệt vời, có cái là chúng ta có thể mà quay cái video là camera đó, rồi mình chuyển đi ra nước ngoài ở trên Facebook để cho mọi người coi. Thì con mắt tôi có hai con mắt à, mà tôi phải làm, tôi coi từng cái một. Và cái nào biểu tình rất là đông, tôi nói thật cùng các anh chị em nha, các anh chị em ở bên Facebook cũng nên cần nên, nên 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 vui mừng, rất là đông từ Bắc vào cho tới Nam. Tôi biết rất một con số không đếm được, có thể không đếm được. Lần đầu tiên mà trong cái 43 năm mà tôi mới nhìn thấy là người dân bây giờ cái sự đứng lên của người dân rồi, đứng lên của người dân mà kỳ này mà quá mãnh liệt, rất là mãnh liệt, không thể tưởng tượng được con số đông. Và hiện tại bây giờ trong trong cái giờ phút này đó, tôi đang ngồi nói chuyện với các anh chị em, thì hiện tại ở Bình Thuận vẫn còn đang biểu tình như thường, và dân Bình Thuận đã vào cái ủy ban nhân dân thành phố của tỉnh Bình Thuận đó, đã đốt xe của công an và đốt những cái văn phòng đó nữa, đang 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 rần rần ở ở tỉnh Bình Thuận bây giờ nè. Hiện tại bây giờ đó là tôi nói cùng quý vị đó, cái giờ mà tôi đương thưa cùng quý vị là cái nó đang, sự thật nó đường đó. Nói thật cùng quý vị nha, quý vị, tôi thì
thu thập cũng được một mớ tài liệu, mà tài liệu này tôi để đó để tôi làm mà những cái tài liệu và để tôi phát tán ở trên YouTube và ở trên cái Facebook. Tôi kể sơ cho một chút xíu để cho quý vị biết rằng khi mà người dân người ta biểu tình đó, người ta phản đối đó, người ta quay phim. Anh Thiên Ca quay cái góc đoạn của anh Thiên Ca đi, em anh DT đi thì quay góc đoạn của em anh DT. Mỗi một người đứng góc đoạn của mình mà quay. Và khi thảy lên trên đó là mình không có thời giờ lấy xuống kịp. Nhưng mà cái bọn an ninh mạng, thưa các anh chị, người ta thảy lên thì nó chờ, nó vừa thảy lên thì quý vị nên biết cái hệ thống của cái YouTube và cái Facebook. Khi thảy lên mà muốn xóa đi cũng phải chờ một cái thời gian là 5-10 phút gì đó mới xóa được cái đó. Để ngăn chặn những cái video đó mà tung ra khắp ở nhưng ở trên cái thế giới này và những người có internet đang 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 theo dõi đó thì họ mới tụi an ninh mạng nó lại xóa đi. Nhưng mà nó xóa gì xóa nhưng mà tôi cũng là thay lấy trở lại cũng được gần 10 tiếng đồng hồ. Tổng cộng lại tôi lấy được 10 giờ đồng hồ là khắp nơi, không phải khắp nơi là chưa đầy đủ đó. Phải nói là Đà Nẵng tôi cũng có lấy, Nha Trang tôi cũng có lấy, Sài Gòn tôi cũng có lấy, Quy Nhơn tôi có lấy, Hà Nội lấy máy lấy mỗi nơi. Có nơi thì nhiều nhất là 1 tiếng, có nơi 2 tiếng, có nơi thì ấy, tất cả được mười mấy tiếng đồng hồ tôi đã dành đó. Và từ từ tôi sẽ upload và chiếu lên trên diễn đàn. Rất tiếc rằng diễn đàn này chúng ta là những người nghèo, thành chúng ta bật nick đen không giống như tôi vậy đó, thành ra không có thể coi được. Nhưng mà thành ra tôi sẽ làm lại, tôi sẽ làm lại và để cho anh em mai mốt anh em vô lấy coi ở ở bên Facebook. Những cái đoạn này nếu mà không có bị xóa, nếu mà tụi Việt Cộng mà có những người nào ở trong nước hay là những người khác mà họ không có bị phá đó thì họ giữ lại, rồi tôi nghĩ rằng họ sẽ upload lên để từ từ anh em mình coi. Nói tổng lại đó là cái kỳ này là rất rất là mới thấy là sức mạnh của lòng dân. Tôi đã nói từ hồi nào tới giờ rồi, người ta cứ nói bây giờ cái sức mạnh nào có thể lật đổ bọn cộng sản, tôi nói chỉ có lòng dân thôi à. Khi lòng dân đã đoàn kết, khi lòng dân đã ok rồi đó thì bây giờ hòn núi họ còn xô còn được, mà huống gì mà mấy cái tên đảng cộng sản này. 4 triệu đảng cộng sản, thưa quý vị nói thì nói 4 triệu đảng cộng sản chứ với con số 90 triệu người dân thì hai con số nó xa cách nhau xa bờ bợi à. Mà quý vị coi trong hồi sáng này trong những cuộc biểu tình á thì có những cái chỗ thì nó có bạo động một chút, nhưng những có những cái chỗ vậy nè nó kéo, nó lôi kéo nhưng mà kỳ này rất là hay. Nó công an nó lôi kéo người ta để kéo về cái xe của nó. Giống quý vị có nhớ hồi nào mà biểu tình gì thằng đó nó bắt người lên xe rồi nó còn đạp vào mặt người ta đó, thằng công an đó đó. Thì kỳ này công an nó bắt người ta rồi nó kéo lên xe nó đạp người ta đó thì dân chúng ùa trở lại. Nghe có tiếng đàn bà la hét là nó bắt người, nó bắt người, bắt mấy người, bắt mấy người. Người ta nói bắt là yêu cầu phải thả, bắt buộc nó phải thả chứ không thôi là cái lòng dân lúc đó đang lên rồi quý vị. Thành ra trong cái cuộc này sơ sơ đại khái mà cho biết đó thì một số người đã được người dân cứu thoát nha, đã được người dân cứu thoát khi mà bị công an họ bắt. Có những cái video tôi còn đương giữ để làm bằng chứng để mai mốt để cho quý vị coi. Mà mình cũng hãnh diện. Hãnh diện là sao? Bây giờ người dân Việt Nam họ đã nhận thức rồi. Tuy nhiên á, mạnh hơn nhiều, mạnh có thể mạnh gấp 100 lần hay là gấp 1.000 lần. Hồi xưa đi biểu tình cách đây khoảng mấy năm là cái cận biểu tình vừa rồi hình như cha Lý kêu gọi có đâu có mấy mấy trăm người à. Là do linh mục đứng kêu gọi đó, linh mục nam hay là gì ở cái vụ mà phòng mẫu xá có mấy trăm người thôi, mấy cái quản giáo có mấy trăm người, không có bao nhiêu đó. Mà kỳ này ô chu cha đếm không xuể quý vị. Nếu mà để mở cái màn ảnh rộng ra thì quý vị coi là người mà quý vị đếm không xuể đó là bởi vậy tôi nghĩ rằng là người dân bây giờ người ta đã thấu hiểu rồi, mà họ thôi thà rằng
họ thấu hiểu còn hơn cứ để u mê mà nghe cái những cái lời dụ ngọt của bọn cộng sản, đúng không các anh chị? Tuy rằng nó trễ, họ chờ tới 43 năm mới thấy thì thấy nó cũng quá lâu rồi, họ phải trả một cái giá quá đắt rồi. Bây giờ đất nước là đi đến một cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Bây giờ đó thì người dân không còn sợ cộng sản nữa, mà đảng cộng sản bây giờ nó lại sợ người dân, vì nó đã nhìn thấy cái sức mạnh của người dân này. Họ bấy lâu nay nó dùng cái sự đàn áp công an trị để nó đánh đập người dân, và ngày hôm nay người dân đã đoàn kết cùng nhau rồi, lực lượng công an trong những cái video, vì nó không làm gì được. Có những người dân nói ô cái chỗ à là ở Nha Trang đó đây, ở đây mấy anh công an rất là hiền mà mãi. Thì quý vị cũng biết rằng là cái sự đó là như thế nào. Bởi vậy kỳ này thấy là tôi thấy nếu mà cứ tiếp tục cái đà này đi, cứ tiếp tục đi, rồi đảng cộng sản đây theo qua, hôm qua tôi có thưa cùng quý vị, không biết hôm qua hôm kia tôi có nói cùng quý vị, đảng cộng sản bây giờ nó muốn mị dân một lần nữa, và nó muốn giảm bớt cái sức mà chống đối của người dân. Bây giờ nó hôm qua hôm kia gì đó, cái tên Phúc á, Nguyễn Văn Phúc gì đó, tên Phúc mà phó thủ tướng hay là thủ tướng gì của mấy người cộng đó, nó nói rằng nó sẽ điều chỉnh trở lại cái thời hạn cho thuê, và thay vì mà 99 năm thì bây giờ còn có 69 năm thôi. Đó, quý vị thấy không, 69 năm. Mà 69 năm á, thì thưa các anh chị, tôi nói dù một ngày cũng không được nữa, chứ đừng nói tới 69 năm. Đây là những cái thủ thuật của cái đảng cộng sản, thưa các anh chị. Thủ thuật của đảng cộng sản để đối với người dân, để mà nó xoa dịu người dân. Nhưng mà người dân đâu có. Hôm nay ở trong những cái video người dân đi biểu tình nói là dù một ngày cũng không có được nữa, chứ đừng có nói tới mà một năm, hai năm. Trời đất quỷ thần ơi, mấy tôi chưa từng thấy một cái đảng mà tồi bại muốn lừa gạt thêm người dân thêm một lần nữa, cũng vì đồng tiền. Và cái việc này đã xảy ra rất là nhiều, có nhiều những cái phóng viên, tôi hồi nãy tôi theo dõi thử coi mấy tờ báo của ngoại quốc có đăng không thì chưa thấy gì hết. Mà tôi nghĩ rằng ngày hôm nay từ bây giờ cho tới tối là giờ châu Âu đó, từ bây giờ cho tới tối thì chắc sẽ có. Riêng cái tỉnh Bình Thuận á, mấy chỗ kia thì hình như có chọi đá, có một vài ba sự thôi, còn riêng cái tỉnh Bình Thuận á thì quá trời nha quý vị. Người dân họ bị áp bức lâu quá rồi, bây giờ cái sức bùng nổ nó mạnh không thể tưởng tượng. Người dân bây giờ không cần biết, hồi sáng này trong những cái video thì nghe nói là người dân đi rất bình tĩnh, họ kêu gọi bình tĩnh, đừng có ấy. Mà thấy có hai ba thanh niên á thì thấy xe công an gì đó, xe của dân sự mà chở công an rồi đi tới mà mới đập cái mấy cái xe. Thì mấy cái xe đó thì mấy người dân cản nhau đừng có làm cái đó nữa, đừng có bạo động, nghĩa là tóm lại đừng có bạo động, cứ đi biểu tình thôi. Chừng nào mà có bạo động thì người dân mới nhúng tay. Mà thiệt tình đó, người dân hôm nay là thấy rất là hiền. Tuy nhiên tới giờ phút cuối hồi chiều khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ ở Việt Nam đó, thì tỉnh Bình Thuận đó, Ủy ban Nhân dân đó, là người dân bất mãn về vấn đề bắt người mà không có thả. Quý vị nên biết không phải tự nhiên người dân mà vô đòi đốt xe đâu, vì bắt người mà không thả thành ra người dân mới lại vô để mà can thiệp về cái vấn đề mà bắt người mà không thả. Rồi đã không thả rồi, thành ra sự phẫn uất đã nổi lên, người dân phải buộc lòng phải đốt xe, chắc là cũng có thiệt hại nhiều. Nghe nói công an chạy giống như là chó chết vậy đó, công an chạy giống như chó chết vậy đó, chạy chứ làm sao mà chịu cho nổi, có súng rồi súng bắn tự nhiên thôi chứ. Bà rồi đây á, sau cái cuộc này bây giờ mình nói chuyện tới chuyện ngày mai đó,
ngày mai á, mà không biết là sự việc này nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng sự việc nó này nó phải kéo dài đến mức độ mà Đảng Cộng sản nó phải chấp thuận là giải bỏ cái vụ mà đặc khu. Mà giải bỏ cái này tôi nghĩ rằng mấy thằng Đảng Cộng sản to đầu nó tiếc lắm, vì đây là cũng giống như là nó mất đi một 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 một, 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 một cơ hội để kiếm tiền nữa rồi. Quý vị thấy không, đây là nó được bao nhiêu tỷ, hôm qua tôi có thưa cùng các anh chị đó, được bao nhiêu tỷ, đã được Trung Cộng hứa cho nếu mà có được ba cái vùng đặc khu đó. Nhưng mà những cái đó thì nó chỉ Đảng Cộng sản nó có lợi, chứ người dân nào có lợi cái chỗ nào đâu. Người dân chỉ bằng có một cái mà người dân phải hiểu là người dân chính bây giờ người dân mới biết rằng ba cái đặc khu đó là khiến cho người dân trở nên đúc cái đầu vào cái thòng lọng cái hai chữ nô lệ, bây giờ người dân mới 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 biết. Còn có những kẻ mà đuôi mù hay là bưng bô hay là dư luận viên, những kẻ mà sống nhờ cái Đảng Cộng sản thì nó nói đó là một cái sự một cái sự mà để mở mang kinh tế cho nó thêm lên. Thì thành ra hồi 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 nãy tôi ngồi tôi theo dõi hoài, nó một số mà bây giờ hiện tại bây giờ thì ở trong nước á, thì mỗi một cái vùng á, là mỗi một cái sự hoạt động của cái tỉnh đó vùng đó thôi, chứ không còn cái chưa có cái sự ấy. Nhưng mà có cái này lạ nè, có cái này lạ nha, tôi không biết là, nhưng mà thôi đây mình cũng nói nha, con số mà những người kỳ này đi biểu tình quý vị không thấy người già, ở trong những cái mà tỉnh thành khác quý vị không có thấy người lớn tuổi đâu, hình như 40 tuổi là 40 tuổi tôi không thấy, 45 tuổi thì còn còn thấy, như từ 45 tuổi là trở xuống không à, không có 45 tuổi trở lên. À mà cái nhận xét của tôi, con mắt của tôi á, thì nhìn thấy cái Đảng Cộng sản đó bây giờ đó, không biết làm sao mà nó khiến cho những cái người dân nghèo đó quý vị, những người dân nghèo nhìn họ ra đi, nhưng mà họ đứng đó là những thiếu nữ rất là nhiều, thưa các anh chị, thanh niên thiếu nữ và những ở trong nước đó. Mình không, cái cuộc biểu tình vừa rồi tới bây giờ thì chưa chấm dứt, ở Bình Thuận nó thì bây giờ vẫn ở Đức Bà, nhà thờ Đức Bà và ở cái gì cũng quận một, rồi đường Bùi Viện cũng còn, đó là theo tôi thì không còn nữa, 6-7 giờ là ngưng rồi, 6:30 là họ những cái tài liệu ở Nha Trang là nặng thu để lên quý vị cũng nó xóa hết, thì ra để đây upload lên lên Facebook để cho bắt, và lúc đó để cho họ, những người họ không cơ động rất tỉnh, cái này cái sự tôn làm sao giữ được bình tĩnh khi đất nước mà biết rằng sớm chiều lọt vô cái bàn tay của thằng Trung Cộng do cái Đảng Cộng sản nó dân, làm sao giữ được bình tĩnh. À, tôi nói là bởi cái sự mà họ không giữ được bình tĩnh đó là họ là một người rất là bình thường. Bây giờ ở bên Việt Nam là 23 giờ, đúng là 11 giờ khuya, 11 giờ 2 phút, 11 giờ 2 phút anh Nhất Vinh, à, bây giờ khuya rồi, nhưng mà Bình Thuận vẫn còn nha, khuya có những, tôi không biết bây giờ chưa, tại vì cái mỗi một giờ họ lên phần để tôi ngó rồi tôi nói lại cho quý vị liền lập tức, là để coi coi bây giờ cái giờ ở đây ở đâu, cái chỗ nào còn, ở chỗ nào còn đường à, Bình Thuận vẫn còn nè, đang trực tiếp nè, đang trực tiếp ở ở Bình Bình Thuận vẫn vẫn còn như thường, Bình Thuận vẫn còn, và Bình Thuận nè ha, rồi để coi coi ở đâu nữa nè, không, cái này vừa là buổi trưa rồi, chỉ hình như có Bình Thuận, còn mấy cái kia là mấy cái à, Bình Thuận vẫn còn, Bình Thuận vẫn còn, dân họ đốt trụ sở ủy ban nhân dân Bình Thuận có thể thành phố
hồ chó mèo chi viện quân đội và công an ra Bình Thuận, à đang đưa đốt trụ sở Ủy ban Nhân dân Bình Thuận, Phan Thiết khoảng 7.000. Đây nè quý vị, muốn biết con số đây nè, trên này, cái người biểu tình người ta cho biết nè, Phan Thiết khoảng 7.000 dân bao vây ủy ban và đốt ủy ban, có tiếng súng đã nổ, nghe nguồn tin dân đã bị đổ máu nên khó có lòng hạ nhiệt. Dân mà bị đổ máu rồi mà biểu ai mà giữ bình tĩnh cho được, cái đó thì thà sống về xà chết chứ, máu trả máu, mắt trả mắt mà, phải không? Đó. Cái này cũng một cái đang đang trực tiếp nữa mà ở đâu không biết mà thấy tối thui, để mà tôi nghĩ rằng đây chắc ở Bình Thuận chứ không phải Sài Gòn. Sài Gòn thì chỉ có nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn thì dễ dòm là dễ biết lắm, còn mấy chỗ cái này hồi chiều. Nha Trang thì tôi có hết rồi, Nha Trang để tôi up lên để cho quý vị coi. Nha Trang thấy tội nghiệp lắm, thấy mấy mấy người miền Trung á thấy tội lắm quý vị, nói là họ thà mua bán cực khổ cho họ không có chịu mà làm mà nô lệ cho Tàu. Tại vì Nha Trang quý vị cũng biết có những chuyện xảy ra ở Nha Trang với mấy thằng Tàu không, quý vị chắc còn nhớ mà, nó vô rồi cái bãi biển Hòn Chồng của người ta, cái gì đó, bãi biển Hòn Chồng của người ta, nó nói là nó bao thầu mà nó không cho người ta đi vô ở trong đó nữa, vô ở trong đó để mà tắm nữa, mà nó nói là bãi riêng của nó, vân 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 vậy đó. Đó thì có những người họ viết chữ Nhật Bổn nữa, ở dân Sài Gòn ít nói mà khoái hành động thôi đó ha, dân Sài Gòn mới là không phải là bao thoát, phải bao thoát là thích nói nhưng mà không có hành động, còn ở đây là dân Sài Gòn ít nói phải không mà khoái hành động đàn áp dân biểu tình nhưng bị dân đẩy lui, đó, quận một đó, đàn áp dân biểu tình bị ngay chỗ trước nhà. Để còn lâu nữa, tại vì phản kháng bất bạo động sẽ thay đổi bất cứ chế độ, dân Sài Gòn nói riêng, dân miền Nam nói chung, im im ít nói nhưng có việc thì khoái hành động, đó là những cái người ở trên Facebook họ viết đó nha quý vị, làm thôi nói chi nhiều. Có người viết là Bình Thuận dân chiếm trụ sở đốt cháy luôn, dân Bình Thuận can đảm ghê lắm. Nhiều người không ngờ là dân Bình Thuận lại cao tay vậy, ở trong diễn đàn có ai dân Bình Thuận không vậy? Đó, thấy không, dân Bình Thuận. Rồi cái này, nếu quốc hội, cái câu này tôi thấy nó hơi ngộ ngộ nha, nếu quốc hội đã không theo ý dân, không làm cho dân giàu nước mạnh, manh tâm bán nước thì hơn 90 triệu người Việt Nam cần gì phải tín nhiệm quốc hội nữa. Trời ơi, quốc hội gì, ba cái tội nghị gật này mà quốc hội cái con khỉ khô gì không biết nè. Đó, nó sơ sơ nãy giờ, ô cái hình này là cái anh này hồi hồi trưa anh bị đổ máu, anh không có sợ, anh không có sợ đâu. Máu người dân Việt Nam đã đổ. Anh này là anh ở tận Bà Rịa, anh lên Sài Gòn để đi biểu tình, anh tên là Huỳnh Tấn Tuyên, anh bị đánh mà gãy ba cái răng luôn, gãy ba ba cái răng. Những cái mà đã vô YouTube rồi không phải là trực tiếp đâu. Anh mời trên phố, cái đó từ cái trực tiếp mà nó lấy, mới vô YouTube rồi anh mới lấy ra được cái link, còn anh không có lấy được cái link thì cái đó là không phải trực tiếp, nhưng mà nó đã qua rồi, nó qua mấy mấy tiếng hồ thì nó đi lên rồi. Những cái gì mà quý vị thấy mà ở trên YouTube mà nó đề đó thì cái đó là nó vừa qua, nó vừa trải qua,
Còn cái gì mà quý vị không thấy á, thì quý vị mới biết là cái đó là nó còn đường nằm, vì nó còn đường nằm quý vị đưa ra không có được. Rồi sau đây là những cái dạ chào anh, vết thương Việt Nam máu người dân đã đổ rồi. Bây giờ đây là những hình ảnh buổi hồi sáng. Nhưng mà tóm lại tôi thưa cùng các anh chị đó nha, cái nào start that streaming à, 2 tiếng rồi, bởi 2 tiếng rồi nó qua rồi đó anh. Bởi tôi mới vừa nói là những cái gì mà nó sử dụng mà ở trên nó đưa ra cái link cho anh vô tiếp, mà anh vô anh thấy đó là những cái đó nó vừa qua. Rồi còn cái gì mà nó đang trực tiếp thì mình chưa có thấy được đâu, mình chưa có thấy được đâu. Nếu chẳng hạn giống như cái nãy tôi để cho quý vị coi đó, cái đó là nó mới vừa đương ở bên đó, nó đương người ta đang biểu tình, thành ra có người nói bạn tôi ở Nha Trang, Đà Nẵng báo tin bọn khách du lịch chợt chợt sẩm hôm nay chạy xuất quần trốn chui nhủi lên núi mất mẹ nó rau. Tôi coi coi cái bây giờ này thì không thấy cái nào live, mà không có cái nào, có cái này ban đêm mà không có đâu rồi, không hại nhiều cái họ để gì đâu không, hôm nay không để ý rồi người ta nói mình. Nhưng mà nói tóm lại là quý vị đã biết là cái sự việc này tôi thấy là hy vọng nhiều lắm, hy vọng nhiều lắm thưa các anh chị, hy vọng đất nước sẽ đổi thay, dân người dân giống như nước vậy đó quý vị, có thể đưa thuyền lên mà có thể lật úp thuyền, mà dễ hiểu lắm. Bây giờ là cái nước thời gian bây giờ dạ đúng rồi anh Thiên Ca, tôi mong như vậy đó, tôi rất là cầu xin ơn trên là làm sao mà để thay đổi cái cuộc diện này mới được, bởi mấy cái thằng chó chết Đảng Cộng sản này nó phải tiêu tan đường tiêu diệt rồi mất đi ở trên đất nước để trả lại cái sự no ấm thanh bình tự do dân chủ cho người dân ở tại Việt Nam, chứ không thể nào mà để cho một bọn mà hút máu mủ của người dân để mà làm giàu vinh thân phù gia để mà cho gia đình và cá nhân riêng của nó, và chỉ biết chăm sóc lo cái đảng nó thôi, còn ngoài ra nó không không biết lo tới tới người người dân. Đó là những cái việc mà tóm lại bây giờ đây nè. Không, cái này cũng không phải, cái này cũng không phải, tôi muốn coi cái nào mà trực tiếp thì tôi chưa để cho quý vị coi nè. Cái này nè tôi để cho quý vị nghe cái âm thanh của cái người mà hồi sáng bị cái này ở tại Sài Gòn nè, nghe quý vị coi nè. Trong một đoạn đó người cái một ông kia bị tụi công an nó kéo vào ở trong cái xe để nó dần, phải không? Nhưng mà người dân ở ngoài người ta thấy là người ta phản đối mà người ta la lên, và những cái video này thưa quý vị có những người họ tin ý, họ đã chuyển cho những cái đài ở trên quốc tế rồi. Cái âm thanh vừa rồi đó là quý vị của đài BBC đó, ai đi vào trong đài BBC mà tiếng Việt nó sẽ thấy cái đoạn video này, nó kéo cái một cái anh đó, và quý vị nghe cái âm thanh mà tôi vừa để cho quý vị coi đó. Vì bây giờ tôi nói tin tức bây giờ, bởi thằng Việt Cộng nó
nó không có thể che được những cái gì mà nó đánh dân, nó làm cái gì của người dân đó, mà người dân quay được, hay là những cái hình ảnh mà dân phẫn nộ không có bằng lòng cái chế độ này đó, là người ta đưa lên đó, thì nó sợ xấu hổ đi cái chế độ này đó, để nó đưa ra, nó nói dốc với quốc tế rằng người dân rất là yêu thương chế độ, người dân không muốn thay đổi chế độ, vân vân và vân vân. Mà bây giờ đây là những cái bằng chứng mà chúng ta vừa vừa coi rằng. Tôi đưa một cái khác để cho quý vị chúng ta cùng 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 coi. Thật ra đó là có nhiều cái mà rất là mình quý vị thấy, phải thấy đây nè, để tôi để cái này cho quý vị coi, nghe thử quý vị nghe âm thanh thôi, chứ giờ ở đây mình không có nghe thấy được hình thì cũng uổng. Nhưng mà ai có Facebook thì vào trong đó thì vô quý vị sẽ nghe được hết, có hết 5-10 phút hay là bao nhiêu đó. Không có ngờ được cái con số đông của mà mọi người người ta đi. Mình nói không phải là, nhiều người nói ông đừng có nói láo cái đó, người dân không, người ta đi chơi thôi chứ không có phải tham gia biểu tình, không. Nhưng mà không có tham gia biểu tình, không có gì đó, nhưng mà họ đi đó là cũng để một cái hình thức ủng hộ biểu tình, theo tôi đó. Muốn ủng hộ biểu tình mới mới là đi coi chứ đi rồi đó. Còn cái này là trực tiếp nè, quý vị nghe âm thanh trực tiếp nè. Coi đông quá trời luôn à. Kia dưới kia. Trời ơi, không quá trời biết tôi nhốt chỗ nào. Thu cái đó mà. Chạy xuống phòng á. Nào, đi chỗ nào, chỗ này. Nhảy áo quá. Bây giờ đó, cái âm thanh vừa quý vị vừa nghe đó là đang trực tiếp ở tại Bình Thuận, cái Ủy ban Nhân dân đó. Tại vì người dân, tại sao người người dân mà biểu người ta giữ bình tĩnh được, nó bắt người quý vị, nó bắt người đem đi vô trong đồn kể thì nó người dân sẽ xảy ra chuyện gì, rồi nó đổ thừa, nó nói người dân lấy dây lưng quần tự tử à, lấy dây lưng quần tự tử quý vị. Cái đó là cái mánh lưới của cái câu trả lời của Đảng Cộng sản như vậy. Cho nên bây giờ người dân đó họ quyết chí, họ phải đứng ở trước đó để họ đòi cho được người mà phải công an phải thả ra mới được đó. Bây giờ nó đương bắn nè, ở trong này nó đương bắn lựu đạn cây nè, nó đương bắn nè. Mạnh đã hết nước đi vô lại à, mạnh lắm. Tại vì á mà lúc đầu á tôi bay lên tụi hô ấy là tụi là... xuyên của ai mà đập thì chọn xuyên của ai luôn. Để mạnh này có phun hết. Làm lại hả? Làm lại hả? Không có đâu. Chế chế là ai có chuyện bán chế. Làm lại hả? Làm lại hả? Nó quay chứ không có. Ê, giờ làm lại hả? Quay đâu?
Ông mới đốt xe luôn mày. Ôi, mới đốt xe luôn. Đốt xe ai người đi ra. Tự, ơi, 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 đi lại nè. Tại, 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 tại. Tại, 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 tại. Lại lên, lại lên. Đốt xe mẹ đâu? Quay đi. Lại đâu quay nè. Để con quay đi. Này đó. Trụ sở các bạn đập nát xe hết đầu, đập xe đốt xe hết đầu. Ừ, đánh nó rồi. Ôi quay hết nó để kia đâu đậu lộn chứ. À điếu bắt nhân viên mày dễ đánh nào mày dễ đốt luôn. Ba là gì cũng đốt xe vậy đậu không biết. Chiến đấu đi. Quay đi, quay đi. Bao nhiêu người có đâu? Muốn là mấy rồi? Chạy luôn, luôn. Nó ra đánh luôn rồi. Mạnh lên. Mạnh dùm, mạnh lên. Rồi vô, mình chiếm cho mình quay luôn.
tôm mới tôm mẹ nó sao đâu cái tôm nó ở bên dầu quay kia quay kia quay kia trời ơi đập phá vô trời ơi tôi nghĩ làm gì tốt chưa lấy cây xịt nước tưới cây giùm nữa kìa bầu tàu thừa ơi nó cây cố lên nữa kìa má tàu thừa trung nhiều quá không thời mà biết lộn rồi nó quấn lộn rồi đập hết luôn rồi xíu nha, chứ cái này là mấy người đồng bào ở Bình Thuận này chịu chơi luôn. Bây giờ là 10 để coi thấy gần 12 giờ khuya rồi mà họ đâu có ngủ ghê gì đâu. Họ đang theo dõi để đòi phải trả người đó quý vị, chứ không có trả người là không vô sao mày vô rồi ta đó rồi chạy đó quên. Ở bên phía Trịnh Vĩnh ơi, hội đồng nhân dân mà chịu đi. Mất cái con cặc đủ má mà tao quay mất người bắt tao. Thằng nào tới đây bắt tao? Con chó nào mới nói tâm vô. Hết đồ mẹ nó đầu quăng. Cái chuyện đâu. Lên. Cái gì? Anh nói sao quý vị có nghe không, anh nói rằng là ở Sài Gòn thì hiền, còn Bình Thuận là phải làm liền, tại vì nó bắt người mà, nó bắt người rồi dân mới đòi hỏi là biểu phải thả người, chứ không thả là không được. Đó là cái nguyên do mà tại sao mà người dân mới là làm dữ, chứ bình thường người dân là biểu tình ôn hòa lắm, chứ đâu có cái gì mà làm thiệt hại tới cái gì đâu. Người dân là người ta biểu tình ôn hòa mà, cái đó là chủ thiết của người ta mà, người ta đâu có cái gì. Đến nỗi mà mấy thằng Việt Cộng mà nó còn biết dạ đúng rồi. Bây giờ tôi nói hồi sáng này tôi ngồi tôi coi rồi tôi nhìn tôi thấy rồi tôi mừng quá. Tôi thấy bây giờ chính là lòng dân đã đưa cái
lật úp cái con thuyền của Đảng Cộng sản Việt Nam nè. Bây giờ là lòng dân mới mới là mà thể hiện mình mới thấy rõ ra. Chứ nó áp bức người ta quá, áp quá mà làm sao người ta chịu luôn cho nổi. À, hồi nãy quý vị nghe cái ông đó, ở trong cái clip ông nói đó, nhà mấy tụi nó là nhà giàu, nhà lầu, giàu sang rồi, dân thì ở nhà lá, ở tháp hèn, mà giờ nó còn đem dân đất với dân cho tàu nữa, thì cái đó là sự phẫn nộ của người dân. Tôi thấy cái đó là chứ người dân nào mà muốn đi muốn nô lệ cho một nước nào đâu. Dân nào mà muốn nô lệ con người, ta muốn có tự do dân chủ, chứ ai mà muốn lại đi nô lệ một cái nước nào khác đâu có được. Thì quý vị chỉ nhìn thấy những hình ảnh mà của trong đất nước Việt Nam mình ngày hôm nay sự thay đổi, mà dồn qua nó cứ chiếu đi chiếu lại mấy cái thằng ở trong quốc hội, thằng thì ngủ gục, thằng thì cái mặt gì đâu không, mà chính tụi nó mới là chấp nhận, nó là bấm nút bấm cò bấm gì đâu, thiệt nó không có ra một cái hệ thống gì. Đại biểu quốc hội mà có ai bầu đâu, có ai đưa tụi nó ra đâu, mà tự nhiên là đảng đưa ra rồi nhận nó là làm rồi ngồi mà đưa cái đất nước vô vậy, toàn một lũ với nhau không ở đâu có. Ở Sài Gòn đi biểu tình, tờ báo bữa nay quý vị coi trên tờ báo Đài Á Châu Tự Do nè, có đăng rồi đó, với cái bản là không đặc khu, không Trung Quốc, Bắc Vân Phong cái gì đó, rồi Phú Quốc, ba cái đó, đó thì tôi nói không biết gì vô phương. Còn đài BBC thì đài BBC đưa những cái hình ảnh thì đưa những cái hình ảnh này lên trên đài BBC, rồi nó sẽ, tôi hy vọng là cái hình ảnh này nó sẽ đi xa hơn nữa. Ai mà có những cái này là nên copy thảy qua Twitter đó, để cho nó đi, nếu mà bị cái thằng Facebook nó chặn lại. Quý vị ráng để mà nói gì đúng ra thì mỗi người một tay, thưa quý vị. Mỗi người một tay trong cái việc này, chứ không có, không, cái này là không phải việc của anh, không phải việc của tôi, không phải việc mình, nhưng mà tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm và bổn phận về quê hương đất nước là điều đó. Anh chị em nào cứ có thời giờ thì cứ tiếp tục mà theo dõi nha. Thôi bây giờ như vậy là chắc tôi nghĩ rằng hồi nãy giờ tôi để cho anh chị em coi cũng nhiều quá, để tôi coi lần cuối cùng coi có gì không. Không có thì để tôi mời anh chị em nghe lại cái nghe tiếp tục cái radio tin tức. Còn cái này trực tiếp vậy thì cái này hồi sáng này cũng làm cũng ghê lắm. Quý vị có ai muốn nghe những cái âm thanh hồi sáng không? Quý vị nào có muốn nghe những cái âm thanh hồi sáng mà hình giống như là ở Sài Gòn thì phải, Sài Gòn hay là ở Nha Trang? Để tôi để cho quý vị coi ở Nha Trang, thấy tội lắm, để mời quý vị nghe coi.